Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Chuyên gia pháp lý, ông Trump vẫn chiến thắng dù có được quyền miễn trừ của tổng thống hay không? Việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kháng cáo yêu cầu quyền được miễn trừ của Tổng thống Mỹ đã chỉ hoãn phiên tòa 6 tháng, lâu hơn nhiều so với thời gian mà tòa án tối cao cần để giải quyết các vụ án cấp cao trong quá khứ như hồ sơ Lầu Năm Góc hay cuốn băng Watergate. Sáng ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, tòa án tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết về quyền miễn trừ của Tổng thống đối với ông Trump với khả năng định hình lại quyền lực của cơ quan hành pháp cao nhất quốc gia và đẩy cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 theo hướng khó lường. Trọng tâm thách thức của cựu Tổng thống Donald Trump xuất phát từ các cáo buộc liên bang mà ông phải đối mặt vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 là liệu một cựu Tổng tư lệnh có được hưởng quyền miễn trừ hình sự đối với các hành vi mang tính chất công vụ được thực hiện khi còn ở Nhà Trắng hay không. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia pháp lý, việc tòa án tối cao quyết định thế nào trong cuộc chiến pháp lý này, về nhiều mặt, ông Trump vẫn được coi là giành chiến thắng trong cuộc chiến. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra việc tòa đưa ra phán quyết một cách chậm chạp đã giúp ông Trump câu giờ, khiến phiên tòa xét xử những cáo buộc mà công tố viên đặc biệt Jack Smith kiến nghị khó có thể hoàn thành trước ngày bầu cử 5 tháng 11. Nói cách khác, phán quyết này có thể đã là quá muộn để tổ chức bất kỳ phiên tòa hình sự nào trong số 3 phiên tòa hình sự đang chờ thụ lý của ông Trump trước ngày tổng tuyển cử. Nam Eisen, người từng đảm nhiệm vị trí cố vấn đặc biệt của Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong phiên luận tội đầu tiên của ông Trump, cho biết bằng cách trì hoãn quá lâu đến mức khó có thể tiến hành một phiên tòa, các thẩm phán đã thành công trong việc trao quyền miễn trừ cho ông ấy, cho dù sau này nội dung phán quyết đó có là gì đi chăng nữa. Đồng quan điểm, Lauren Treiber, một giáo sư luật tại Đại học Harvard nhận định, rõ ràng là tòa án đã cố tình trì hoãn mọi việc, lẽ ra có thể dễ dàng đưa ra phán quyết sớm hơn nhiều, có thể đã thụ lý vụ việc vào tháng 12 năm 2023 khi công tố viên đặc biệt yêu cầu xét xử trực tiếp hoặc họ có thể từ chối tiếp nhận đơn kháng cáo sau khi tòa phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo trước đó. Nếu như vậy, giờ phiên tòa đã kết thúc. Một lý do khiến nhiều người chỉ trích tòa án tối cao đưa ra quyết định chậm chạp là vì các thẩm phán đã ra quyết định nhanh chóng trong các vụ án liên quan đến những nhân vật cấp cao khác. Có thể lấy ví dụ như phán quyết yêu cầu cựu tổng thống Richard Nixon trả lại các cuốn băng bí mật về những đoạn hội thoại trong nhà trắng cho công tố viên, đặc biệt 16 ngày sau một buổi tranh tụng tại tòa vào tháng 7 năm 1974 hiện tại ông Trump phải đối mặt với các cáo buộc liên bang ở Florida và các cáo buộc cấp bang Georgia tháng trước, cựu tổng thống đã bị tòa án ở New York kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến một thỏa thuận tài chính do một cộng sự cũ của ông giàn xếp với một diễn viên phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. hé lộ lý do tổng thống Biden hụt hơi khi tranh luận với ông Trump. Cuộc tranh luận hứng nhiều chỉ trích của tổng thống Mỹ Joe Biden bị đổ lỗi cho sự chuẩn bị kém và sức khỏe không tốt. Brewster ngày 1 tháng 7 cho biết các cuộc phỏng vấn với những đồng minh, nhà tài trợ, trợ lý cũ và hiện tại của Đảng Dân Chủ chỉ ra rằng cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 27 tháng 6 diễn ra sau một loạt quyết định của các cố vấn cấp cao nhất của ông Biden mà các nhà phê bình hiện coi là sai lầm. Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút vào ngày 27 tháng 6, ông Trump tiếp tục lặp lại những tuyên bố trước đó, bao gồm khẳng định ông thực sự đã thắng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ngược lại, ông Biden... 81 tuổi, không thể phản bác những tuyên bố này. Brewster dẫn một nguồn tin cho hay, yêu cầu duy nhất của tôi là đảm bảo ông ấy, tổng thống Biden được nghỉ ngơi trước cuộc tranh luận, nhưng ông ấy đã kiệt sức. Ông ấy không khỏe, thật là một quyết định tồi tệ khi để ông ấy ra ngoài với vẻ ốm yếu và kiệt sức. Ông John Morgan, luật sư tại bang Florida, Mỹ và là người gây quỹ lớn cho ông Biden nói, tôi tin rằng ông ấy đã chuẩn bị và luyện tập quá mức và tôi tin rằng trợ lý cấp cao Anita Dunn đã đẩy ông ấy vào tình thế có lợi cho ông Trump chứ không phải cho ông ấy. Ông Morgan đề nghị sa thải bà Dunn và chồng bà, ông Bobo, luật sư của tổng thống, đồng thời cấm họ quay lại bất cứ nơi nào gần chiến dịch tranh cử. Các nhà phê bình hiện cho rằng quá trình chuẩn bị của ông Biden lẽ ra phải tập trung vào việc truyền tải tầm nhìn lớn hơn cho đất nước. Ngoài ra, ông Biden được cho là không đủ thời gian nghỉ ngơi khi bước vào cuộc tranh luận. Kết quả, theo các nhà bình luận, ông Biden xuất hiện trên sân khấu ở thời điểm tồi tệ nhất, khuôn mặt nhợt nhạt, giọng khan khan và đôi khi nói không mạch lạc. Đảng Dân chủ bác khả năng chọn ứng viên thay thế ông Biden. Các nghị sĩ dân chủ hàng đầu bác lời kêu gọi chọn ứng viên khác trẻ hơn thay thế tổng thống Biden, dù thất vọng vì màn tranh luận. loạt lời kêu gọi tổng thống Biden rời cuộc đua vào Nhà Trắng được đưa ra sau cuộc tranh luận của ông trước cựu tổng thống Donald Trump ngày 27 tháng 6. Cuộc thăm dò của CBS chỉ ra tỷ lệ cử tri dân chủ tin rằng ông Biden không nên tham gia tranh cử tổng thống tăng 10 điểm phần trăm từ 36% hồi tháng 2 lên 46%. Sự thật đáng tiếc là ông Biden nên rút lui vì lợi ích của quốc gia mà ông đã phụng sự một cách đáng ngưỡng mộ trong nửa thế kỷ qua. Giờ đây, nghỉ hưu là điều cần thiết với Tổng thống Biden. Một bài viết trên Atlanta Journal Constitution ngày 30 tháng 6 có đoạn. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo dân chủ bác bỏ khả năng này. Hoàn toàn không có chuyện đó, Thượng nghị sĩ bang Georgia Raphael Warnock, thành viên Đảng Dân Chủ được coi là có khả năng thay thế ông Biden, nói trong chương trình Meet the Press của NBC ngày 30 tháng 6. Tôi ủng hộ Tổng thống Joe Biden và nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo ông ấy sẽ về đích vào tháng 11. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện năm tới nếu đảng của ông giành quyền kiểm soát từ tay Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 thừa nhận ông Biden đã hứng chịu thất bại nhưng thêm rằng đây chỉ là bước đệm cho sự trở lại. Do đó, hiện lại là thời điểm để chúng tôi trở lại, ông nói với MSNBC. Thượng nghị sĩ bang Delaware Chris Cohn chia sẻ trong chương trình Vietwork của ABC rằng ông Biden cần tiếp tục cuộc đua để đảm bảo ông Trump bị đánh bại. Tôi nghĩ ông ấy là đảng viên dân chủ duy nhất có thể đánh bại Donald Trump, Cohn nói. Trong 90 phút tranh luận, ông Biden nói với giọng yếu ớt, khan, đôi khi ngập ngừng và nói nhịu. Một số phát biểu của ông bị lầm lẫn và không rõ ý. Ông gặp khó khăn khi phản bác cựu tổng thống Trump và không thể thể hiện được quan điểm quyết liệt trong nhiều vấn đề như phá thai, vốn là điểm lợi thế của Đảng Dân chủ. Khi đang trả lời câu hỏi về phá thai, ông bỗng chuyển sang chủ đề về người nhập cư. Ông Biden ngày 30 tháng 6 tới trại David, khu nghỉ dưỡng của tổng thống cùng các thành viên gia đình truyền thông mỹ dẫn nguồn tin thân cận cho biết gia đình tổng thống biden đang thúc giục ông tiếp tục cuộc đua một số thành viên gia đình thậm chí bực bội với cách nhân viên của ông chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên bất chấp nhiều lãnh đạo đảng dân chủ kiên quyết ủng hộ ông biden một số thành viên vẫn để ngỏ khả năng lựa chọn ứng cử viên tổng thống khác nghị sĩ dân chủ jamie raskin nói với msnbc rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này trong đảng đang diễn ra rất trung thực nghiêm túc cho dù ông ấy là ứng cử viên hay người khác là ứng viên, ông ấy vẫn là diễn giả chính tại đại hội của chúng tôi. Ông ấy sẽ là người mà chúng tôi cùng ủng hộ để tiến về phía trước, Rusky nói. Ukraine nhận tin cực xấu sau cuộc tranh luận thất bại của ông Biden Sau màn trình diễn không mấy thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump, Mỹ có thể thực hiện các bước đi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, cựu cố vấn CIA James Rickard cho biết. Bây giờ, Joe Biden đã kết thúc, có khả năng cuộc xung đột ở Ukraina cũng sắp kết thúc. Có bằng chứng cho thấy Mỹ đang rút các tài sản trinh sát và giám sát khỏi khu vực xung đột. Điều này sẽ ngăn cản Ukraina tấn công Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là sự khởi đầu của sự kết thúc, Richard nói. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận cường độ gia tăng của các chuyến bay không người lái chiến lược của Mỹ trên biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục đích của các chuyến bay này là trinh sát và chỉ định mục tiêu các loại vũ khí có độ chính xác cao do phương Tây cung cấp cho Ukraine để tấn công các mục tiêu của Nga. Trong khi đó, phóng viên Blazer Malay của Responsible Statecraft cũng nhận định, do lực lượng vũ trang Ukraine thất bại ở mặt trận, Washington cũng đưa ra những quyết định ngày càng nguy hiểm liên quan đến Ukraine dẫn đến mối quan hệ với Nga trở nên trầm trọng hơn. Ở mỗi giai đoạn, chính quyền Biden đều chờ đợi và đánh giá phản ứng của Nga trước khi đưa ra những quyết định nguy hiểm hơn. Trong những tuần gần đây, có lẽ do vị thế của Ukraine ngày càng xấu đi trên chiến trường nên quá trình này đã tăng tốc, nhà báo lưu ý. Malay nhắc lại, khi bắt đầu cuộc xung đột, Washington tuyên bố không thể chấp nhận được việc gửi quân Mỹ đến Ukraine, nhưng sau đó dần dần bắt đầu thay đổi quan điểm, đặc biệt là về vấn đề gửi một số vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ví dụ, Mỹ đã gửi vũ khí tầm xa, xe tăng Abrams, đạn trùm và nhiều thứ khác. Ông nói thêm, ngoài ra, chuyên gia nhấn mạnh, Nhà Trắng đã cho phép quân đội Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ vào một số mục tiêu ở Nga và hiện đang bàn về quyết định cử nhà thầu Mỹ tới Ukraine. Lính thủy đánh bộ Ukraine tiết lộ trận chiến địa ngục bị lãng quên với quân nga ở Kherson trong nhiều tháng, người lính thủy đánh bộ Ukraine, được gọi là Oleksy, phải gồng mình chiến đấu để bảo vệ một giải đất mỏng bị quân Nga bao vây ở Kherson. Anh mô tả điều kiện chiến đấu ở một sông đầm lầy phía đông sông Dnipro là địa ngục. Oleksy không phải là tên thật. BBC, người gần đây đã được điều đến bảo vệ khu vực Kakov khỏi các cuộc tấn công dữ dội của Nga, nói với các phóng viên rằng, Bất chấp nguồn viện trợ hạn chế và tổng thất ngày càng gia tăng, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn kiên quyết bảo vệ trụ đứng ở phía nam của họ tại bờ phía đông sông Dnipro, vốn do quân Nga kiểm soát. Oleksiy đã chiến đấu suốt 8 tháng qua trong một trận chiến địa ngục vô cùng ác liệt mà anh đã mô tả là bị lãng quên ở Sơn. Oleksiy cho biết, kể cả sau khi anh rời khỏi mặt trận Sơn ở phía nam để tới phía bắc chiến đấu, mọi thứ vẫn chưa được cải thiện. Ông nói, chúng tôi đã cố gắng bảo vệ đầu cầu nhưng không có thiết bị nào vượt qua được và chúng tôi chưa một lần xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của nga người lính thủy đánh bộ ukraine nói với bbc rằng mặc dù rất nỗ lực nhưng lực lượng ukraine chưa một lần xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của nga ở bờ đông sông dnipro sau một khoảng thời gian dài giao tranh dữ dội khu vực này đã bị biến thành vùng đất chết với toàn bộ các ngôi làng bị san bằng đến tận nền móng lực lượng ukraine cũng bị tổn thất nặng nề ở đó Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều thiết bị của Nga và họ đã tiêu diệt rất nhiều đồng đội của tôi. Chúng tôi đã mất nhiều người giỏi nhất của mình bên bờ sông, lính thủy đánh bộ Oleksiy tuyên bố. Theo Oleksiy, bất chấp tiến bộ tối thiểu và tổn thất ngày càng gia tăng, quân đội Ukraine vẫn cố bám trụ khu vực này nhằm theo đuổi ba mục tiêu ở đây. Một là để kéo quân Nga từ nơi khác phải tái triển khai tới đây. Hai là để hạn chế pháo binh Nga tấn công thành phố Sơn bên kia sông. Cuối cùng là xuyên thủng phòng thủ của Nga để giải phóng lãnh thổ này. Oleksiy cho biết, viện trợ quân sự của Mỹ đang dần dần được chuyển đến, nhưng không phải tất cả đều đến được tiền tuyến, nơi Anh từng chiến đấu. Dù đã buộc quân Nga lùi lại một phần, nhưng lực lượng Ukraine vẫn phải chịu đựng hỏa lực liên tục của đối phương. Bất kỳ chuyển động nào của lực lượng Ukraine cũng ngay lập tức bị pháo binh hoặc máy bay không người lái phát hiện và tấn công. Người Nga dường như cũng đã không lo ngại về sự hiện diện của chúng tôi ở đây. Lực lượng Ukraine ở đó không thể rời đi và mọi người thậm chí đều hiểu đó là vô ích, Oleksiy nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, anh hy vọng luật huy động mới có hiệu lực vào tháng trước sẽ giúp những binh lính đang chiến đấu ở bờ đông sông Dnipro được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Boston, một chỉ huy đơn vị pháo vẫn đang chiến đấu ở bờ phía đông sông Dnipro, bi quan tuyên bố nó sẽ không thay đổi gì cả. Boston đã gửi cho BBC đoạn video quay cảnh anh ấy đi tuần tra ở Kirinki bên bờ sông Dnipro. Có những lúc anh vấp phải một quả mìn sát thương của Nga ẩn dưới cát. Có một vấn đề là rất nhiều người đã ra nước ngoài để trốn quân địch nhưng không ai muốn quay lại, không ai muốn chiến đấu và không ai muốn chết, Boston nhấn mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn chuông đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.